Bạn đang đến với kênh YouTube Báo VietnamNet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Mới đây, Ngoại trưởng Israel Katz tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah cho đến khi loại bỏ hoàn toàn nhóm vũ trang Hồi giáo được Iran hậu thuẫn ở Liban này. CNN trích dẫn một thông điệp do ông Katz đăng tải vào ngày 21 tháng 10 trên mạng xã hội X nhấn mạnh Beirut chìm trong biển lửa. Những đám cháy lớn thấy rõ phía trên thủ đô Liban khiến hơn 15 tòa nhà bị tấn công sau khi cảnh báo sơ tán được gửi đến người dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập kích lực lượng ủy nhiệm của Iran cho đến khi nhóm sụp đổ. Giao tranh đang tiếp diễn ác liệt ở miền nam Liban. Theo hãng thông tấn quốc gia Liban NNA, quân đội Israel đêm 20 tháng 10 đã tiến hành ít nhất 11 vụ không kích ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, gần sân bay quốc tế Rafik Hariri. Nhiều chi nhánh của ngân hàng Anqas Al-Hassan liên kết với Hezbollah đã bị nhắm trúng. Kênh truyền hình Al-Mana có liên hệ với Hezbollah cho hay, Anqas Al-Hassan là một tổ chức tài chính phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1983, chuyên cung cấp các khoản vay không tính lãi nhằm giúp xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng người Hồi giáo CIA. Anqas Al-Hassan vừa đưa ra một tuyên bố chế giễu động thái của Israel, gọi những vụ tấn công vào các chi nhánh của ngân hàng này trong đêm 20 tháng 10 là sự phá sản của lực lượng thù địch và sự cạn kiệt khả năng chiến đấu chống các mục tiêu quân sự, nên chuyển sang tập kích các mục tiêu xã hội. Anqas Al-Hassan khẳng định, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, ngân hàng này đã thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ lòng tin của người dân và cứu mạng họ. Vì vậy, tiền mặt tại các chi nhánh của họ đều không bị tổn hại gì trong đợt không kích mới của Israel. Các hãng tin quốc tế như BBC thừa nhận không thể xác minh một cách độc lập các thông tin trên. Israel đang mở rộng các cuộc tấn công vào lực lượng Hezbollah trên khắp lãnh thổ Liban, thay vì chỉ giới hạn các khu vực biên giới. Các mục tiêu Israel nhắm tới là tổ chức nắm tài chính của Hezbollah, bất chấp những cảnh báo từ quốc tế, giao tranh giữa hai bên đang gia tăng từng ngày. Chúng tôi sẽ tấn công một số lượng lớn các mục tiêu trong những giờ tới. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ vạch trần cách Iran tài trợ cho các hoạt động khủng bố của Hezbollah qua việc sử dụng các tổ chức tài chính dân sự và tổ chức phi chính phủ làm vỏ bọc cho các hoạt động của họ. Chúng tôi sẽ tấn công các tổ chức này vào ban đêm và chúng tôi sẽ cập nhật kịp thời về kết quả trong những ngày tới. Đó là tuyên bố của người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari trước khi tấn công tổ chức nắm tài chính của nhóm Hezbollah mang tên Anqas Al-Hassan, tạm dịch là khoản vay tốt trong tiếng Ả Rập. Quân đội Israel cũng phát đi cảnh báo người dân tại một loạt các khu vực ở Liban phải sơ tán. Trong đêm 20 tháng 10, Israel đã không kích, gây ra một loạt vụ nổ lớn, làm rung chuyển các khu vực gần sân bay thủ đô Beirut của Liban. Hàng trăm cư dân trong khu vực đã phải bỏ nhà di tản trong đêm. Ít nhất 3 chi nhánh của Anqas Al-Hassan đã bị tấn công, dù trên danh nghĩa tổ chức này có nhiệm vụ hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình nghèo ở Liban. Phản ứng trước bước đi của Israel, tổ chức Anqas Al-Hassan nhận định Israel đang cho thấy sự bế tắc của mình trong cuộc xung đột ở Liban, khẳng định đã có các biện pháp để đảm bảo tài sản của tổ chức này được an toàn. Cũng trong ngày 20 tháng 10, Israel đã tấn công hơn 100 mục tiêu ở miền nam Liban. Quân đội Liban cho biết có cả quân chính phủ cũng đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel. Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở miền nam Liban cũng cáo buộc Israel cố tình phá hủy một trạm quan sát và hàng rào bao quanh một căn cứ của lực lượng này. Phái bộ này nhắc lại quan điểm phản đối yêu cầu của Israel về việc di tản lực lượng của Liên Hợp Quốc. Đáp lại những bước leo thang của Israel, Hezbollah cũng phóng hơn 170 quả tên lửa vào nhiều khu vực của Israel, khiến ít nhất 3 người ở thành phố Safed bị thương. Các động thái trên diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận định thương vong của dân thường ở Liban là quá cao, cùng lời kêu gọi Israel giảm bớt một số cuộc tấn công, đặc biệt là ở trong và xung quanh thủ đô Beirut. Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 20 tháng 10, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, ông đã có cuộc điện đàm rất tốt với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, tiết lộ rằng Israel đang cân nhắc các lời khuyên của Mỹ trong việc tấn công trả đũa Iran, song nhấn mạnh cuộc tấn công sẽ dựa trên những lợi ích quốc gia của Israel. Đáp lời Thủ tướng Israel, ông Donald Trump cho biết, hãy làm gì mà Israel phải làm. Người đứng đầu cơ quan tình báo nội địa Shin Beth Ronen III đã đến thủ đô Cairo, Ai Cập vào ngày 20 tháng 10 để thảo luận về nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán thỏa thuận trao trả con tin sau cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar ở Gaza vào tuần trước. Theo tờ Times of Israel, thủ lĩnh Sinwar, người được coi là trở ngại lớn đối với thỏa thuận con tin, đã thiệt mạng trong một cuộc chạm trán với quân đội IDF đang hoạt động ở Rafah, phía nam Gaza, ngày 16 tháng 10. Cái chết của ông đã làm dấy lên hy vọng về một cơ hội để khôi phục các cuộc đàm phán bị đình trệ từ lâu liên quan đến việc thả 101 con tin do Hamas bắt giữ và chấm dứt cuộc giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang này hơn 12 tháng qua. Theo kênh Channel 12, người đứng đầu Shin Beth đã gặp giám đốc tình báo mới được bổ nhiệm của Ai Cập Hassan Rathas.
ông Rashad đã lên thay người tiền nhiệm Abbas Kamel sau khi ông này được điều động để làm cố vấn đặc biệt cho Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi. Lần gặp gần đây nhất giữa giám đốc Simbeba và người đồng cấp Kamel để thỏa thuận về các cuộc đàm phán con tin là vào ngày 14 tháng 10, trước khi thủ lĩnh Hamas Sinwar bị giết. Theo các thông tin vào thời điểm đó, cuộc đàm phán không dẫn đến bất kỳ kết quả đột phá nào. Tuy nhiên lần này, Channel 12 đưa tin trong những ngày gần đây, Israel đã ra tín hiệu với Mỹ rằng họ đã sẵn sàng nhượng bộ ở một số mặt trước đây không được xem xét để tranh luận. Báo cáo không nêu chi tiết về những nhượng bộ có thể bao gồm những gì. Về phần mình, văn phòng Thủ tướng Israel từ chối xác nhận thông tin trên, mà thay vào đó chỉ nói rằng Israel sẽ không chấm dứt giao tranh cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của mình. Trong bối cảnh người đứng đầu Sinbad tìm cách khôi phục các cuộc đàm phán với bên trung gian là Ai Cập, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã gặp mặt các quan chức cấp cao Israel vào tối ngày 20 tháng 10 để thảo luận vấn đề con tin và các cơ hội thả họ trước cuộc họp nội các an ninh. Chương trình nghị sự bao gồm thảo luận phản ứng của Israel đối với cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào đầu tháng này, cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào nhà riêng của Thủ tướng Netanyahu ở Sisasria vào thứ Bảy và các thông tin cập nhật về cuộc giao tranh ở Gaza và Liban. Các bộ trưởng cũng sẽ thảo luận về các cơ hội đạt được tiến triển trong thỏa thuận về con tin. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng một phản ứng mạnh mẽ đáp trả Iran có thể làm phức tạp thêm cơ hội cho một thỏa thuận về con tin. Dẫn một nguồn tin chính trị giấu tên, đài truyền hình Khan đưa tin, chính phủ tin rằng họ khó có thể đạt được bất kỳ tiến triển nào trong các cuộc đàm phán về con tin cho đến khi vòng leo thang mới nhất của Iran kết thúc. Đánh giá này được các quan chức Mỹ đồng tình. Họ cho rằng ngay cả khi các cuộc đàm phán bắt đầu trước khi Israel trả đũa Iran, Hamas cũng khó có thể đồng ý bất cứ điều gì. Hiện vẫn còn 97 trong số 251 con tin bị Hamas bắt cóc vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 đang ở trong Gaza. Hamas cũng đang giam giữ hai thường dân Israel vào giải Gaza vào năm 2014 và 2015, cũng như thi thể của hai binh sĩ IDF thiệt mạng vào năm 2014. Kể từ khi giao tranh bùng nổ, những nỗ lực liên tục làm trung gian cho một thỏa thuận giải thoát cho những con tin còn lại vẫn luôn thất bại khi Israel và Hamas cáo buộc lẫn nhau phá hoại các cuộc đàm phán. Hàng trăm cư dân ở Beirut đã rời bỏ nhà cửa vào cuối hôm Chủ nhật vừa qua khi nhiều vụ nổ vang lên trên khắp thủ đô Liban trong bối cảnh Israel chuẩn bị tấn công các địa điểm có liên quan đến hoạt động tài chính của nhóm Hezbollah. Nhưng đám khói đen dày đặc đã bốc lên sau khi có ít nhất 10 vụ nổ xảy ra ở Beirut. Các nhân chứng giấu tên nói với Reuters rằng một tòa nhà nằm ở khu vực Chia, ngoại ô phía nam Beirut, đã biến thành đống đổ nát và một số ít người trong khu vực đã chạy trốn trước vụ nổ trên nên không có thương vong. Hiện tại chưa có thông tin gì về nguyên nhân vụ nổ cũng như thông tin chi tiết về thương vong. Các nhân chứng cho biết đám đông hoảng loạn đã làm tắc nghẽn đường phố và gây ùn tắc giao thông ở một số khu vực của Beirut khi họ đang cố gắng đến các khu vực được cho là an toàn hơn. Một phát ngôn viên của quân đội Israel trước đó cho biết trong một tuyên bố đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X rằng họ bắt đầu tấn công các cơ sở hạ tầng thuộc Hiệp hội Hezbollah Ankat al-Hassan. Hãy tránh xa nó ngay lập tức. Ankat al-Hassan được Mỹ cho là nhánh quản lý tài chính của Hezbollah, có hơn 30 chi nhánh trên khắp Liban, trong đó có 15 chi nhánh ở các khu vực đông dân cư ở trung tâm thủ đô Beirut và các vùng ngoại ô. Khi được các nhà báo hỏi liệu các chi nhánh của hiệp hội này có thể được coi là mục tiêu quân sự hay không, một quan chức tình báo cấp cao của Israel cho biết mục đích của cuộc tấn công này là nhằm vào khả năng hoạt động kinh tế của Hezbollah trong xung đột cũng như giai đoạn là tái thiết và tái trang bị sau đó. Giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah nổ ra cách đây một năm khi nhóm này bắt đầu phóng tên lửa để hỗ trợ nhóm chiến binh Palestine Hamas ở Gaza. Vào đầu tháng 10, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào bên trong Liban nhằm cố gắng ổn định khu vực biên giới cho những công dân chạy trốn khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa ở miền Bắc Israel. Israel đã tăng cường các chiến dịch quân sự ở cả Gaza và Liban vài ngày sau khi thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar bị sát hại, làm dấy lên hy vọng mở ra các cuộc đàm phán ngừng bắn nhằm chấm dứt hơn một năm xung đột. Khi cuộc bầu cử ở Mỹ đang tiến gần, các quan chức, nhà ngoại giao và các nguồn tin khác trong khu vực cho biết Israel đang tìm cách thông qua các hoạt động quân sự để cố gắng bảo vệ biên giới của mình và đảm bảo các đối thủ của mình không thể tái tập hợp lực lượng. Israel cũng đang chuẩn bị trả đũa vụ tấn công tên lửa của Iran hồi đầu tháng này, mặc dù Washington đã ép nước này không tấn công các cơ sở năng lượng hoặc cơ sở hạt nhân của Iran. Theo thống kê của Israel, các chiến binh do Hamas lãnh đạo đã sát hại 1.200 người và bắt 250 con tin trong các cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, gây ra cuộc xung đột ở Gaza.
các quan chức Palestine cho biết, phản ứng quân sự của Israel tại Gaza đã khiến cho hơn 42.500 người thiệt mạng và khiến hầu hết 2,3 triệu người ở Gaza trở thành người vô gia cư. Trong năm qua, các quan chức Liban ước tính có hơn 2.400 người thiệt mạng và hơn 1,2 triệu người đã di rời ở Liban. Chính quyền Israel cho biết 59 người đã thiệt mạng ở miền Bắc Israel và cao nguyên Golan bị chiếm đóng trong cùng thời gian. Ngày 20 tháng 10, quân đội Israel thông báo rằng một sĩ quan cấp cao của họ đã thiệt mạng do một thiết bị nổ ở dải Gaza. Cụ thể, theo thông báo của quân đội Israel, Đại tá Ehsan Dasa, 41 tuổi, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn dây sắt 104, đã hy sinh trong khi chiến đấu ở phía bắc Gaza. Cũng theo thông báo trên, 3 sĩ quan đi cùng với ông Dasa đã bị thương, trong đó có một người đang nguy kịch. Tất cả những người này sau đó được đưa tới bệnh viện để điều trị. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của quân đội Israel, ông Daniel Hagari, đã xác nhận rằng trong chiến dịch tấn công nhằm vào khu Jabalia, phía bắc Gaza, ông Dasa đã rời khỏi xe tăng để quan sát chiến trường cùng với các sĩ quan khác và đã vấp phải một thiết bị nổ. Trong khi đó, theo truyền thông khu vực, lực lượng Hezbollah ở Liban ngày 20 tháng 10 đã phóng khoảng 100 quả rocket vào khu vực phía Tây và Thượng Galilee. Quân đội Israel cho biết một số tên lửa đã bị không quân Israel đánh chặn, còn một số khác thì rơi xuống khu vực trên. Theo một số nhân chứng, còi báo động không kích cũng vang lên ở phía Haifa và khu vực Vịnh Haifa sau khi xuất hiện ít nhất 3 vật thể chưa xác định được phóng từ phía Liban, trong đó có một vật thể đã bị đánh chặn và 2 vật thể khác đã rơi xuống khu vực trống trải. Hiện chưa có thông tin về thương vong trong vụ việc này. Trong một diễn biến có liên quan khác, ít nhất 3 chi nhánh của Hiệp hội Tài chính Ankat al-Hassan mà Israel cáo buộc tài trợ cho Hezbollah đã bị tấn công trong các cuộc không kích. Theo AFP, truyền thông nhà nước Liban đã xác nhận 4 cuộc không kích của Israel nhắm vào vùng ngoại ô của phía nam Beirut ngày 20 tháng 10, đồng thời cho biết Hiệp hội Tài chính Ankat al-Hassan có liên hệ với Hezbollah 5 trong số các mục tiêu. Theo đó, ít nhất 3 chi nhánh của Ankat al-Hassan mà Israel cáo buộc tài trợ cho Hezbollah đã bị tấn công trong các cuộc không kích. Trước đó, quân đội Israel đã cảnh báo rằng họ sẽ sớm bắt đầu các cuộc tấn công hiệp hội này và ban hành lệnh sơ tán cho một chục tòa nhà ở vùng ngoại ô phía nam Beirut. Theo báo Inet News, Ankat al-Hassan được Hezbollah sử dụng như một giải pháp thay thế cho hệ thống ngân hàng của Liban và đã góp phần cho việc xây dựng đế chế Hezbollah tại Liban. Mặc dù được thành lập với tư cách là hiệp hội để hỗ trợ tài chính cho các gia đình gặp khó khăn, Ankat al-Hassan đã trở thành một ngân hàng theo đúng nghĩa của từ này. Được thành lập từ năm 1982, Ankat al-Hassan tuyên bố sứ mệnh của mình là cung cấp các khoản vay cho tất cả mọi người, bất kể tôn giáo hay dân tộc, để cải thiện sự gắn kết và hợp tác xã hội, với nhiều chi nhánh trải rộng khắp cả nước để tiết kiệm thời gian đi lại. Ngân hàng này nắm giữ lượng vàng ước tính lên tới hàng tấn, phần lớn là từ đồ trang sức, được thế chấp để vay vốn và đã cho vay hơn 500 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Theo thời gian, ngân hàng này bị cáo buộc đã trở thành công cụ rửa tiền chính của Hezbollah. Theo hãng thông tấn IRNA, giới chức Iran hôm 19 tháng 10 khẳng định nước này không liên quan tới vụ máy bay không người lái UAV tấn công nhà riêng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Đại diện Iran tại Liên Hợp Quốc nói, chúng tôi đã đáp trả chính quyền Israel bằng vụ tấn công tên lửa hôm 1 tháng 10. Trong khi đó, hành động tấn công nhà riêng của ông Netanyahu được thực hiện bởi nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Được biết, Thủ tướng Israel Netanyahu trước đó cùng ngày đã cáo buộc các đặc vụ của Iran cố ám sát ông và vợ bằng việc phóng UAV tấn công vào nhà riêng của ông ở thành phố Kayseri, Israel. Ông Netanyahu nói, những đặc vụ Iran, những đối tượng cố ám sát tôi và vợ ngày hôm nay đã phạm sai lầm lớn. Cuộc tấn công đó không khiến tôi ngừng cuộc xung đột ở Liban và bất kỳ kẻ nào gây hại cho người dân Israel sẽ phải trả giá đắt. Chúng tôi sẽ đưa các con tin trở về, người dân ở miền Bắc Israel sẽ được trở về nhà. IDF phá sập căn cứ đặc nhiệm Hezbollah. Lực lượng phòng vệ Israel IDF hôm 19 tháng 10 cho biết, các đơn vị công binh của họ tham chiến ở miền Nam Liban gần đây đã phát hiện và phá hủy một hệ thống đường hầm của đặc nhiệm Radwan thuộc Hezbollah. Thông cáo của IDF viết, hệ thống đường hầm đó là một trong những đường hầm quan trọng của đặc nhiệm Radwan ở Liban, trong đó bao gồm một trung tâm chỉ huy, một kho vũ khí, các gian phòng để trú ẩn cùng nhiều thiết bị khác.
Ngoài đường hầm trên, ba hệ thống hầm lớn khác cũng được các công binh thuộc sư đoàn số 91 Israel phá hủy. Chúng tôi đã sử dụng hơn 100 tấn thuốc nổ để phá hủy các công trình này. IDF sau đó đã đăng tải một đoạn video với nội dung công binh nước này cho kích nổ hệ thống hầm của đặc nhiệm Hezbollah. Trong diễn biến đáng chú ý, Thủ tướng Israel tuyên bố không thay đổi mục tiêu sau khi nhà riêng bị UAV tấn công. Lãnh tụ Iran nói cái chết của thủ lĩnh Sinwar không thể ngăn cản hoạt động của Hamas. Theo Times of Israel, trong ngày 19 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng sau khi nhà riêng của ông bị UAV phóng từ Liban tấn công. Ông Netanyahu tuyên bố, không có gì có thể thay đổi quyết tâm của tôi, Israel sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Thủ tướng Netanyahu nhắc lại việc lực lượng phòng vệ Israel IDF hạ sát thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar cách đây 2 ngày, nhấn mạnh rằng Israel sẽ tiếp tục chiến đấu với những lực lượng khác do Iran ủy nhiệm. Ông Netanyahu nói thêm, chúng ta đang trong một cuộc chiến và sẽ tiếp tục tới cuối cùng. Tôi tự hào vì những người lính, tôi tự hào vì người dân Israel. Trước đó, IDF đã xác nhận việc nhà riêng của ông Netanyahu ở thành phố biển Kayseri bị UAV tấn công. Tại thời điểm đó, cả thủ tướng Israel và vợ đều không có mặt tại đây, cũng không có thương vong được ghi nhận trong vụ việc. Lãnh tụ Iran lên tiếng về sự thiệt mạng của thủ lĩnh Hamas. Theo IANA, trong ngày 19 tháng 10, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei mới đây đã lên tiếng về sự thiệt mạng của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar tại dải Gaza. Ông Khamenei nói, sự ra đi của ông Sinwar là một mất mát lớn, nhưng trục kháng chiến vẫn sẽ tiến lên với tinh thần tử vì đạo. Lãnh tụ Iran mô tả thủ lĩnh Sinwar là gương mặt đại diện cho tinh thần đấu tranh, khẳng định sự ra đi của ông Sinwar sẽ không ngăn cản việc Hamas tiếp tục tồn tại và hoạt động. Thủ lĩnh Sinwar được coi là người đứng sau vụ tấn công vào Israel của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Nhân vật này đã bị IDF hạ sát trong một cuộc không kích ngày 16 tháng 10. Tờ New York Times của Mỹ ngày 18 tháng 10 đưa tin kết quả khám nghiệm thi thể từ Israel cho thấy thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza Yahya Sinwar đã thiệt mạng do trúng đạn vào đầu. Giám đốc Viện Pháp y Quốc gia Israel, tiến sĩ Chen Kugel, người giám sát cuộc khám nghiệm cho biết, ban đầu thủ lĩnh Sinwar bị thương ở cánh tay do trúng mảnh văng, có thể từ tên lửa hoặc đạn pháo xe tăng. Thủ lĩnh Hamas đã buộc dây điện quanh cánh tay bị thương để cầm máu. Ông Kugel khẳng định, nguyên nhân thủ lĩnh Sinwar thiệt mạng là do phát súng bắn vào đầu. Tờ New York Times lưu ý hiện chưa rõ ai đã bắn phát súng, bắn khi nào và loại vũ khí được sử dụng. Trước đó cùng ngày, Hamas xác nhận thủ lĩnh Yahya Sinwar đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội Israel tại dải Gaza. Theo quân đội Israel, trong nhiệm vụ tuần tra thường lệ vào ngày 16 tháng 10, một nhóm binh lính của lữ đoàn 828 Bislat ở thành phố Rafah đã chạm trán với ba tay súng Palestine, trong đó có thủ lĩnh Sinwar. Lực lượng Israel đã dùng xe tăng nã đạn vào các tòa nhà nơi ba tay súng này ẩn nấp. Trong các tòa nhà, không có dấu hiệu nào cho thấy có con tin trong đó. Israel cáo buộc ông Sinwar là chỉ huy vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Ông đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi xung đột nổ ra. Cái chết của thủ lĩnh Sinwar được cho là một đòn giáng mạnh vào Hamas. Theo truyền thông tại Trung Đông, ông Khaled Masan đã trở thành thủ lĩnh mới của lực lượng này thay ông Sinwar. Trong khi đó, đợt không kích của quân đội Israel nhằm vào khu trại di tản Jabalia ở Bắc Gaza đêm 18 tháng 10 đã làm 33 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Jabalia là trọng tâm của cuộc tấn công của Israel trong hơn 10 ngày qua. Quân đội Israel đã quay trở lại các khu vực phía Bắc từng bị pháo kích dữ dội trong những tháng đầu của cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Liên quan đến tình hình tại dải Gaza, cùng ngày 18 tháng 10, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã có cuộc gặp gỡ với quan chức Hamas ở thành phố Istanbul. Trong đó, ông tái khẳng định Ankara sẽ sử dụng mọi công cụ ngoại giao để kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở dải đất này. Các nhà lãnh đạo nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Anh, Đức và Pháp ngày 18 tháng 10 đã nhóm họp thượng đỉnh tại Đức. Các bên nhất trí duy trì sự ủng hộ Ukraine và kêu gọi ngừng bắn ở Trung Đông. Tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn một năm ở dải Gaza giữa Israel và phong trào Hamas. Bốn nhà lãnh đạo cũng nhất trí về sự cần thiết phải đưa các con tin trở về với gia đình và đảm bảo viện trợ nhân đạo đến được với dân thường. Các bên cũng trao đổi ý kiến về tình hình xung đột ở Liban, nơi Israel đang giao tranh với phong trào Hezbollah. Đồng thời tái khẳng định lập trường, chỉ trích vụ tập kích tên lửa của Iran vào Israel ngày 1 tháng 10. Phát biểu tại buổi họp báo, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh, tôi vừa có một cuộc họp rất hiệu quả với Tổng thống Biden, Thủ tướng Scholz và Tổng thống Macron. Chúng tôi tập trung vào hai vấn đề. Thứ nhất, tình hình ở Trung Đông.
bây giờ chúng ta phải tận dụng tối đa thời điểm này. Điều cần thiết bây giờ là ngừng bắn ở Gaza, thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các con tin, tiếp cận ngay lập tức viện trợ nhân đạo và quay trở lại con đường hướng tới giải pháp hai nhà nước như cách duy nhất để mang lại hòa bình và an ninh lâu dài. Xung đột bùng phát ở giải Gaza sau khi lực lượng Hamas bất ngờ tấn công miền Nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ hơn 200 con tin. Chiến dịch đáp trả của Israel đến nay cũng đã khiến ít nhất 42.500 người ở Gaza thiệt mạng, đồng thời tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở vùng đất này. Cuộc xung đột ở Gaza cũng là nguyên nhân khiến chiến sự có thể lan rộng ở khu vực Trung Đông. Ngoài tình hình Trung Đông, nhóm bộ tứ cũng tái khẳng định duy trì sự ủng hộ đối với Ukraine. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức khẳng định dù hỗ trợ Ukraine, song tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không được trở thành một bên tham chiến, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục khẳng định không ủng hộ việc cung cấp vũ khí từ xa cho Ukraine để tấn công lãnh thổ Nga. Israel đã truy lùng Yahya Sinwar trong hơn một năm qua, nhưng không tìm được tung tích của ông này. Thế nhưng cuối cùng, thủ lĩnh Hamas lại bị tiêu diệt trong một chiến dịch không được lên kế hoạch từ trước. Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đã bị quân đội Israel sát hại trong một cuộc đấu súng ở miền nam Gaza vào ngày 16 tháng 10. Các quan chức Israel tiết lộ, ban đầu họ không biết rằng họ đã bắt được nhân vật bị coi là kẻ thù số 1. Sau khi kiểm tra hồ sơ nha khoa, dấu vân tay và xét nghiệm ADN, Israel cuối cùng xác nhận họ đã hạ sát thủ lĩnh Hamas. Yahya Sinwar là bộ não đằng sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, dẫn đến cuộc chiến khốc liệt ở Gaza sau đó. Ông trở thành thủ lĩnh toàn quyền lãnh đạo Hamas sau khi thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran, Iran hồi tháng 7 năm nay. Trong những tháng gần đây, đặc biệt là sau vụ nổ loạt máy nhắn tin và bộ đàm của lực lượng Hezbollah ở Liban, ông Sinwar dường như đã ngừng sử dụng điện thoại và các thiết bị liên lạc khác để tránh nguy cơ bị các cơ quan tình báo của Israel theo dõi. Các cơ quan tình báo của Israel đã truy lùng Sinwar trong hơn một năm qua, nhưng không tìm được tung tích của ông này. Kể từ sau các cuộc tấn công vào Israel, ông đã biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Ông Sinwar được cho là ẩn náu trong hệ thống đường hầm phức tạp của Hamas tại giải Gaza và luôn ở gần các con tin để tránh bị Israel ám sát. Suốt một năm qua, tình báo Israel đã tìm cách để khoanh vùng những khu vực mà ông Sinwar có thể hoạt động. Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố rằng hàng chục chiến dịch do lực lượng phòng vệ Israel IDF và cơ quan an ninh Israel Shin Bet thực hiện trong một năm qua và trong những tuần gần đây đã khoanh vùng hoạt động của thủ lĩnh Hamas, bao gồm cả khu vực mà Sinwar vừa bị hạ sát. Cuối cùng, mục tiêu đã bị hạ. Tuy nhiên, không giống như các thủ lĩnh Hamas khác bị Israel truy lùng và hạ sát, bao gồm chỉ huy quân sự Hamas Mohammed Deif, người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào ngày 13 tháng 7. Chiến dịch cuối cùng khiến thủ lĩnh Sinwar thiệt mạng lại không phải là một cuộc tấn công có mục tiêu và cũng không được lên kế hoạch từ trước. Thay vào đó, ông Sinwar bị lính bộ binh Israel phát hiện khi đang rà soát một khu vực ở Jan El Sultan ở phía nam Gaza vào ngày 16 tháng 10, nơi họ tin rằng các thành viên cấp cao của Hamas đang ở đó. IDF cho hay, đơn vị của lữ đoàn Bislab 828 đang tuần tra Jan El Sultan ở Rafah vào ngày 16 tháng 10. Lúc này, đơn vị của Israel không biết Sinwar có mặt ở đó và chỉ làm nhiệm vụ như thường lệ. Họ phát hiện ra ba thành viên Hamas di chuyển giữa các tòa nhà và nổ súng. Người đàn ông sau này được xác định là Sinwar, một mình chạy vào một trong các tòa nhà và đã bị tiêu diệt sau khi UAV phát hiện vị trí. Đoạn video quay từ máy bay không người lái được IDF công bố cho thấy một người đàn ông che kín mặt trong tình trạng bị thương nặng ở tay, đang ngồi trên ghế. Người này đã cố gắng ném một cây gậy về phía máy bay không người lái. Theo người phát ngôn IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, vào thời điểm đó, người đàn ông trong video được xác định là một chiến binh của Hamas. Binh lính Israel đã tiến vào và phát hiện ông ta mang theo vũ khí, một chiếc áo chống đạn và 40.000 shekel, tương đương 10.000 đô la Mỹ. Ông Hagari cho biết, ông ta đã cố gắng trốn thoát nhưng đã bị lực lượng của chúng tôi tiêu diệt. Ban đầu, nhóm lính Israel nhận thấy không có gì đặc biệt đáng chú ý ở nơi diễn ra cuộc đấu súng và phải đến sáng hôm sau họ mới quay trở lại kiểm tra hiện trường. Khi kiểm tra các thi thể, họ phát hiện một trong số đó có vẻ ngoài rất giống thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. Do khu vực bị cài nhiều loại bẫy mìn, ban đầu các binh sĩ Israel cắt một phần ngón tay thi thể để đưa về xét nghiệm trước. Thi thể chỉ được chuyển tới Israel để khám nghiệm vào tối ngày 17 tháng 10. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Hezi Halevi cho biết, việc Israel truy lùng Sinwar trong suốt một năm qua đã khiến ông này hành động như một kẻ chạy trốn, liên tục thay đổi địa điểm. Các quan chức Israel cho rằng, ông Sinwar luôn ẩn náu bên trong mạng lưới đường hầm rộng lớn mà Hamas đào bên dưới Gaza trong 20 năm qua. Họ cũng lo ngại thủ lĩnh Hamas sử dụng các con tin mà nhóm này bắt được trong cuộc tấn công hồi tháng 10 năm 2023 như một lá chắn sống để bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công của Israel.
Thế nhưng cuối cùng, Sinwar lại vô tình chạm trán với một nhóm tuần tra của Israel ở miền nam Gaza. Nhóm vệ sĩ đi cùng thủ lĩnh Hamas khá ít ỏi và cũng không có con tin nào ở gần ông ta. Khalid Masa, giám đốc văn phòng Hamas ở nước ngoài, đã nắm quyền lãnh đạo Hamas sau khi ông Yahya Sinwar, thủ lĩnh của Hamas, bị Israel tiêu diệt. Trang tin tức LBCI của Liban dẫn các nguồn tin cho biết, ông Khalid Masa đã đảm nhận vai trò thủ lĩnh tạm quyền của Hamas, chịu trách nhiệm liên lạc với các bên chủ chốt tham gia cuộc thương thuyết trả tự do cho con tin Israel. Ông Khalid Masa, 67 tuổi, là một trong những thành viên sáng lập của Hamas và là một trong các nhà lãnh đạo lớn tuổi nhất của tổ chức này. Theo các nguồn tin, ban lãnh đạo Hamas đã thông báo cho các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ai Cập về sự qua đời của ông Sinwar trong một chiến dịch ở Tell al-Sultan và nhấn mạnh rằng sau sự ra đi của ông Sinwar, các cuộc đàm phán về cuộc trao đổi tù nhân và chấm dứt xung đột sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Tờ Times of Israel dẫn lời ông Khalil al-Hayya, một nhà lãnh đạo chính trị cấp cao của Hamas, hôm 18 tháng 10 xác nhận thủ lĩnh Yahya Sinwar đã thiệt mạng tại Gaza hồi đầu tuần này. Trong một tuyên bố bằng video, ông al-Hayya nói: "Sự ra đi của thủ lĩnh Sinwar giúp củng cố thêm sức mạnh cho Hamas và thề rằng những kẻ chiếm đóng sẽ sớm hối hận vì đã sát hại ông Sinwar." Ông al-Hayya là phó thủ lĩnh của Hamas ở Gaza và là nhà đàm phán chính của nhóm. Ông al-Hayya nói thêm: "101 con tin đang bị Hamas giam giữ tại Gaza chỉ được thả sau khi cuộc chiến kết thúc và quân đội Israel rút khỏi dải đất ven biển của Palestine." Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel cho biết thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đã bị tiêu diệt trong một cuộc chạm trán tình cờ với đội tuần tra của Israel ở Gaza hồi đầu tuần này. Israel cho rằng sự ra đi của ông Sinwar sẽ mở ra cánh cửa ngoại giao để giải thoát các con tin bị Hamas giam giữ. Một quan chức Israel nói nước này đang cân nhắc các thỏa thuận riêng với các phe phái của Hamas nếu không có thủ lĩnh mới nào xuất hiện. Quân đội Israel mở chiến dịch tấn công bộ binh vào miền nam Liban từ đêm ngày 30 tháng 9, sau khi thực hiện hàng trăm cuộc không kích ác liệt vào các khu vực phía đông, phía nam và ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Các cuộc tấn công của Israel khiến ít nhất 1.200 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường và buộc khoảng 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều quốc gia, trong đó có các đồng minh phương Tây của Israel, đã lên án mạnh mẽ chiến dịch tấn công của Tel Aviv vào Liban, coi đó là sự xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của Liban và luật pháp quốc tế. Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 17 tháng 10, nhóm chiến binh Hezbollah tuyên bố chuyển sang giai đoạn mới trong cuộc xung đột với Israel, lần đầu tấn công mục tiêu bằng tên lửa dẫn đường chính xác. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel trước đó tuyên bố hạ sát thủ lĩnh Yahya Sinwar của Hamas, lực lượng đồng minh của Hezbollah. Tuyên bố của Hezbollah đưa ra nhấn mạnh giai đoạn mới sẽ mang tính gia tăng hơn trong cuộc đối đầu với Israel. Tính chất sẽ được phản ánh qua các diễn biến và sự kiện trong những ngày tới. Trước đó, hôm 12 tháng 10 vừa qua, nhóm chiến binh Hezbollah cũng đã thông báo phóng hàng loạt tên lửa tiên tiến vào căn cứ đơn vị 7200 chuyên phụ trách hậu cần bảo dưỡng của quân đội Israel ở thành phố Haifa. Các hệ thống vòm sắt của Israel đã nhiều lần để lọt tên lửa của Hezbollah. Lực lượng Israel đã sát hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cùng nhiều chỉ huy cấp cao của nhóm trong cuộc không kích ở Beirut vào cuối tháng trước. Israel cũng nhiều lần tuyên bố sẽ đẩy lùi nhóm vũ trang khỏi khu vực biên giới với Liban để người dân miền Bắc nước này có thể trở về nhà an toàn. Tối ngày 17 tháng 10, giới chức Israel chính thức tuyên bố thủ lĩnh lực lượng Hamas Yahya Sinwar đã thiệt mạng, đồng thời kêu gọi các chiến binh Hamas đầu hàng và trả tự do cho các con tin. Trong tuyên bố chính thức đầu tiên sau khi quân đội Israel xác nhận thủ lĩnh mới của phong trào Hamas Yahya Sinwar đã bị sát hại trong một cuộc tấn công ở phía nam dải Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Hamas sẽ không bao giờ còn có thể nắm quyền ở Gaza. Ông Netanyahu đồng thời kêu gọi các chiến binh Hamas buông bỏ vũ khí và trả tự do cho các con tin để được bảo toàn tính mạng. Trước đó, ngay sau khi lực lượng phòng vệ Israel IDF công bố thông tin cùng bằng chứng về cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng kêu gọi các tay súng Hamas lập tức buông bỏ vũ khí đầu hàng và trả tự do cho các con tin. Theo IDF, ông Sinwar bị hạ sát trong một cuộc tấn công của các binh sĩ Israel và một nhóm các tay súng tình nghi ở bên trong thành phố Rafah, phía nam dải Gaza. IDF khẳng định lực lượng này không hề biết trước mục tiêu bị tấn công là thủ lĩnh Hamas. Trước khi bị hạ sát, thủ lĩnh Hamas đã chống trả quyết liệt, ném ít nhất 2 quả lựu đạn về phía các binh sĩ và xe tăng Israel. Cho đến sáng sớm cùng ngày, phong trào Hamas chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc. Tuy nhiên, theo truyền thông khu vực, một số nguồn tin gần gũi với nhóm vũ trang Palestine nhận định,
nhiều khả năng thủ lĩnh Yahya Sinwar đã bị hạ sát, đúng như thông tin do phía Israel công bố. Ông Yahya Sinwar được cho là người đứng đầu kế hoạch tấn công của Hamas vào miền nam Israel xảy ra vào sáng ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 252 người bị bắt làm con tin. Sự kiện làm bùng phát cuộc xung đột đẫm máu kéo dài hơn một năm qua tại dải Gaza và giờ đây lan rộng sang cả Liban. Nhân vật theo đường lối cứng rắn này trở thành thủ lĩnh mới của Hamas sau khi ông Ismail Haniyeh bị sát hại trong một cuộc tấn công cũng được cho là do Israel tiến hành ở thủ đô Tehran của Iran vào ngày 31 tháng 7 vừa qua. Nhiều quốc gia phương Tây đã lên tiếng chúc mừng Israel về cái chết của tân thủ lĩnh Hamas, trong khi một số nhà phân tích khu vực nhận định nhóm vũ trang Palestine có thể gặp nhiều khó khăn trong công tác điều hành và lãnh đạo cuộc chiến tại Gaza, ít nhất là trong giai đoạn trước mắt. Quân đội Israel chính thức xác nhận và công bố danh tính 5 quân nhân thiệt mạng trong các cuộc giao tranh mới nhất với lực lượng Hezbollah ở phía nam Liban. Theo công bố của lực lượng phòng vệ Israel IDF, 5 binh sĩ thiệt mạng thuộc đơn vị trinh sát của lữ đoàn Golani đang tham gia chiến dịch tấn công bộ binh hạn chế ở phía nam Liban. Trong số các quân nhân thiệt mạng có sĩ quan giữ chức đại đội trưởng, một trung đội trưởng và một tiểu đội trưởng. Ngoài 5 binh sĩ tử vong, nhiều quân nhân khác đã bị thương, trong đó có 3 trường hợp nghiêm trọng. Tuy nhiên, IDF không công bố thông tin chi tiết về các hoạt động giao tranh dẫn đến số thương vong trên. Trong khi đó, một số nguồn tin khu vực cho biết nhiều khả năng các binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc tấn công phục kích của Hezbollah ở làng Labone, giáp biên giới với Israel. Trước đó, trong một tuyên bố vào trưa ngày 17 tháng 10, Hezbollah khẳng định đã bắn tên lửa dẫn đường trúng 2 xe tăng Merkava của quân đội Israel tại làng Labone và cuộc tấn công khiến nhiều binh sĩ Israel bị thiệt mạng và bị thương. Quân đội Israel phát động các cuộc tấn công trên bộ vào phía nam Liban đêm 30 tháng 9, sau khi tiến hành chiến dịch không kích quy mô lớn kéo dài đúng một tuần, đánh phá hàng trăm mục tiêu Hezbollah ở cả phía đông, phía nam và ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Một số nguồn tin Liban và khu vực cho biết, các cuộc tấn công của Israel vào Liban trong hơn nửa tháng qua đã khiến ít nhất 1.200 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường, hàng nghìn người khác bị thương. Ngoài ra, khoảng 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và đang đối mặt với điều kiện sống cực kỳ tồi tệ. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã kêu gọi Israel lập tức chấm dứt các cuộc tấn công vào Liban để tránh nguy cơ xảy ra các cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ mới tại quốc gia Trung Đông. Thưa quý vị, truyền thông phương Tây dấy lên đồn đoán về việc Israel đang khoanh vùng các mục tiêu có thể tấn công trả đũa ở Iran, bất chấp việc Tehran đang đẩy nhanh các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ này. Mạng truyền hình NBC của Mỹ dẫn lời một số quan chức giấu tên trong chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết Israel đã khoanh vùng các mục tiêu ở Iran có thể tấn công được nhằm đáp trả cuộc không kích quy mô lớn hôm 1 tháng 10 vừa qua của Tehran nhằm vào quốc gia đồng minh của Washington. Theo nguồn tin, những mục tiêu nói trên chủ yếu là các cơ sở quân sự và phân phối năng lượng của Iran. Nguồn tin cho biết các chiến lược gia của Israel vẫn đang trong quá trình tính toán và chưa đi đến quyết định cuối cùng. Giới chức Mỹ cho rằng, tính đến thời điểm này, quốc gia đồng minh Trung Đông chưa tỏ ra sẵn sàng thực hiện các vụ ám sát hoặc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Các nguồn tin thừa nhận, phía Israel chưa thông báo cụ thể cho phía Mỹ về thời điểm triển khai tấn công, trong khi một số tờ báo cho rằng, ngày Yom Kippur hay lễ đền tội 11-12 tháng 10 là dịp mà Israel sẽ tranh thủ ra tay, nhưng các tướng lĩnh quân đội Israel đã quyết định chờ đến một thời điểm nào đó thuận lợi hơn. Trong khi đó, về phía Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo đang đẩy nhanh các nỗ lực ngoại giao để hạ nhiệt tình hình xung đột ở Liban và dải Gaza, nhằm ngăn chặn nguy cơ Israel đưa ra phản ứng trả đũa nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của mình. Hồi cuối tuần, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tìm kiếm sự hỗ trợ của người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron qua một cuộc điện đàm thảo luận những thách thức để đạt được lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Ông Pezeshkian kêu gọi nhà lãnh đạo Pháp phối hợp với các nước khác ở châu Âu để chấm dứt những hành động mà Iran cho là gây ra tội ác ở Liban và dải Gaza. Về phần mình, ông Macron cũng kêu gọi nhà lãnh đạo Iran cùng hạ nhiệt căng thẳng ở Liban và Gaza, đồng thời nhấn mạnh vai trò và tầm ảnh hưởng của Tehran đối với các lực lượng như Hezbollah và phong trào Hồi giáo Hamas. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đến Iraq vào ngày 13 tháng 10 để thảo luận tình hình Trung Đông trong chuỗi hoạt động ngoại giao của nhà ngoại giao này đến các nước trong khu vực nhằm xoa dịu tình hình. Tại Iraq, ông Araghchi cho biết Iran đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, cũng như sẽ không có làn danh đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và đất nước. Song khẳng định, Tehran mong muốn hòa bình và sẽ tiếp tục nỗ lực tham vấn với các nước để ngăn chặn căng thẳng leo thang trong khu vực, hướng đến một nền hòa bình ở dải Gaza và Liban. Ngày 13 tháng 10, Mỹ thông báo sẽ cử binh sĩ cùng với hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến tới Israel
nhằm tăng cường khả năng phòng không cho Tel Aviv sau các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran. Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, quyết định này là nhằm bảo vệ Israel trong bối cảnh Tel Aviv đang cân nhắc đáp trả Iran sau cuộc tấn công bằng tên lửa vào ngày 1 tháng 10. Mỹ cũng khuyên cáo Israel thận trọng trong phản ứng để tránh châm ngòi cho một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông. Ngoài ra, ông Biden cũng công khai phản đối Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời lo ngại về tác động khi đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Tehran. Thiếu tướng Patrick Ryder, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, việc triển khai này là một phần trong những điều chỉnh lớn mà Washington thực hiện trong nhiều tháng qua nhằm hỗ trợ Israel cũng như bảo vệ nhân viên Mỹ trước các cuộc tấn công từ Iran và lực lượng thân Iran. Các nguồn tin Israel cho biết, thi thể của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar có thể đã được sử dụng làm con bài mặc cả để đổi lấy việc nhóm này thả các con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza. Truyền thông địa phương đưa tin, thi thể của thủ lĩnh Hamas Sinwar hiện đang được lưu giữ tại một địa điểm bí mật ở Israel sau khi ông bị lực lượng Israel sát hại trong cuộc đấu súng ở phía nam Gaza vào ngày 16 tháng 10. Hai nguồn tin tiết lộ với hãng tin CNN rằng việc đảm bảo thả con tin có thể sẽ là ưu tiên hàng đầu của Israel khi Tel Aviv quyết định cách xử lý thi thể của ông Sinwar, người mà Israel cáo buộc là chủ mưu đằng sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hamas đã bắt hơn 200 con tin ở Israel trong cuộc tấn công khi đó. Hiện Hamas vẫn giữ khoảng 100 con tin ở Gaza. Một nguồn tin của Israel cho biết, nước này đang cân nhắc cách gây sức ép lên Hamas để thả những người này. Theo các nguồn tin, thi thể của ông Sinwar có thể được coi là con bài mặc cả. Việc thả con tin có thể là cách duy nhất để thi thể của ông Sinwar được đưa trở lại Gaza. Mặc dù vậy, có những ý kiến lo ngại việc trả lại thi thể ông Sinwar về Gaza trong bất kỳ trường hợp nào cũng có nguy cơ tập hợp những người ủng hộ Hamas. Nếu ông Sinwar được chôn cất ở Gaza, địa điểm này có thể trở thành đền thờ cho những người ủng hộ của họ. Ngày 18 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Isaac Herzog đã tổ chức một cuộc họp an ninh về cơ hội quan trọng mà vụ hạ sát Sinwar mang lại cho việc trả lại con tin. Trong bài phát biểu trước đó, Thủ tướng Netanyahu cũng kêu gọi các thành viên Hamas hạ vũ khí và thả con tin. Ông Netanyahu nhấn mạnh, Israel sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả những người trả lại con tin. Ngược lại, nếu ai đó làm hại con tin, Israel sẽ truy lùng và đưa người đó ra trước công lý. Trong khi đó, sau cái chết của ông Sinwar, phía Hamas tuyên bố sẽ không thả tự do cho các con tin, trừ khi Israel chấm dứt chiến dịch ở Gaza, rút quân hoàn toàn và trao trả tù binh. Quân đội Israel ngày 18 tháng 10 cho biết đã cử thêm một đơn vị đến hỗ trợ lực lượng hoạt động tại Jabalia, trại tị nạn lớn nhất trong số 8 trại tị nạn lịch sử của dải Gaza. Người dân Jabalia ở phía bắc Gaza cho biết xe tăng Israel đã tiến đến trung tâm trại, sử dụng hỏa lực yểm trợ từ trên không, trên bộ và cài bom đánh sập hàng chục ngôi nhà mỗi ngày. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố đã hoạt động tại Jabalia trong 2 tuần qua, tiêu diệt hàng chục phiến quân trong vụ cận chiến vào ngày 17 tháng 10, thực hiện nhiều đợt không kích và phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự. Theo người dân ở Jabalia và hai thị trấn lân cận, dịch vụ liên lạc và Internet đã bị cắt đứt, làm gián đoạn hoạt động cứu hộ của các đội cứu thương và khả năng tìm kiếm sự giúp đỡ của những người bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của Israel. Cơ quan Y tế Gaza thông báo những đợt oanh tạc của quân đội Israel vào trại tị nạn Jabalia đã khiến ít nhất 33 người Palestine thiệt mạng, bao gồm 21 phụ nữ, trong đêm ngày 18 tháng 10. Con số thiệt mạng nhiều khả năng sẽ lên đến 50 vì vẫn còn nhiều người đang mắc kẹt ở dưới đống đổ nát và các tòa nhà. Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelati ngày 18 tháng 10 tái khẳng định với người đồng cấp Liban Abdallah Bouhabib rằng Cairo cam kết sẽ tiếp tục cung cấp mọi phương tiện hỗ trợ cho Beirut để đối phó với tình hình hiện nay. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Abdelati cho biết chuyến hàng cứu trợ mới nhất vừa được Ai Cập gửi tới thủ đô Beirut của Liban bao gồm 22 tấn lương thực và các mặt hàng thiết yếu để cung cấp điều kiện sống cơ bản cho những người phải di rời. Đến nay, tổng số hàng cứu trợ mà Ai Cập gửi tới chính phủ và người dân Liban là 44 tấn. Ông Abdelati và ông Bouhabib đã thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Liban cùng những nỗ lực đang được thực hiện nhằm ngăn chặn tình hình khu vực tiếp tục xấu đi. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập dẫn lời Ngoại trưởng Abdelati nhấn mạnh với người đồng cấp Liban về những nỗ lực mạnh mẽ của Cairo nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Liban. Cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Ai Cập và Liban diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực sau khi quân đội Israel hạ sát thủ lĩnh phong trào Hamas Yahya Sinwar ở dải Gaza, đồng thời tiếp diễn các hành động quân sự ở Gaza và Liban, cũng như những mối đe dọa về khả năng Tel Aviv tấn công trả đũa Iran, qua đó làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến toàn diện trong khu vực. Ngày 17 tháng 10 theo giờ Washington DC, Lầu Năm Góc đã bác bỏ việc các lực lượng nước này liên quan trực tiếp tới chiến dịch Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar ở dải Gaza. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, tướng Pat Ryder nói, đó là chiến dịch quân sự của Israel,
các lực lượng Mỹ không liên quan trực tiếp tới hoạt động đó. Mỹ có một lượng nhỏ đặc nhiệm nắm vai trò cố vấn cho phía Israel về các nỗ lực giải cứu con tin. Trong đó, đặc nhiệm Mỹ làm việc cùng với các đối tác Israel nhằm truy lùng và xác định nơi trú ẩn của Sinwar và nhiều lãnh đạo Hamas khác, những người đang giam giữ các con tin từ tháng 10 năm ngoái. Theo tờ The Hill, những tuyên bố trên của tướng Pat Ryder được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng ông đã ra lệnh trực tiếp cho các đặc nhiệm và nhân sự tình báo giúp Israel săn lùng Sinwar và các lãnh đạo Hamas khác. Trang web của Nhà Trắng dẫn lời ông Biden nói, với sự giúp đỡ từ tình báo Mỹ, lực lượng phòng vệ Israel IDF không ngừng truy đuổi các thủ lĩnh Hamas, xua họ chạy khỏi nơi trú ẩn. Hiếm khi có một chiến dịch quân sự nào như thế này. Trước đó, thông cáo chung từ IDF và cơ quan tình báo Shin Bet của Israel tuyên bố đã hạ sát thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar trong một hoạt động quân sự gần đây ở dải Gaza. Tuy nhiên, Hamas cho hay tới nay chưa bình luận về những thông tin xoay quanh thủ lĩnh Sinwar. Truyền thông Syria cáo buộc không quân Israel rạng sáng ngày 17 tháng 10 đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào thành phố cảng Latakia của nước này. Cụ thể, hãng thông tấn Sana cho biết vụ không kích nhằm vào Latakia xảy ra lúc 2 giờ 50 phút sáng ngày 17 tháng 10 theo giờ Syria và đã đánh trúng lối vào hướng đông nam của thành phố này. Dù hệ thống phòng không đã đánh chặn nhiều mục tiêu thù địch trên bầu trời Latakia, nhưng một số tài sản cá nhân trong khu vực vẫn bị hư hại. Cho tới nay, không quân Israel chưa đưa ra phản hồi về những cáo buộc được truyền thông Syria công bố. Theo tờ Jerusalem Post Israel, ngày 17 tháng 10, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi vừa khởi động chuyến công du khu vực lịch sử nhằm tăng cường quan hệ với các quốc gia Ả Rập, một động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và những bất ổn địa chính trị hiện tại. Jerusalem Post lưu ý việc ông Araghchi thực hiện chuyến công du này không chỉ thể hiện nỗ lực của Iran trong việc khẳng định vị thế của mình trong khu vực mà còn cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa Tehran và Tel Aviv trong hoạt động ngoại giao. Ngoại trưởng Israel chưa từng thực hiện bất kỳ chuyến công du khu vực nào như vậy hoặc không thể mở rộng hoạt động kể từ tháng 10 năm ngoái. Chuyến đi của Ngoại trưởng Araghchi có các điểm dừng chân tại Jordani, Ai Cập, Liban, Syria, Ả Rập Xê Út, Qatar, Iraq và Oman. Đây là một chuỗi chuyến công du chưa từng có trong lịch sử gần đây của Ngoại trưởng Iran, đặc biệt khi so sánh với sự im lặng ngoại giao của người đồng cấp Israel kể từ thời điểm cuộc xung đột tại Gaza bùng phát. Chuyến thăm của nhà ngoại giao hàng đầu Iran mang một mục tiêu rõ ràng, gia tăng sự ủng hộ đối với Iran trong bối cảnh căng thẳng xung quanh cuộc xung đột giữa Israel và Hamas và Israel Hezbollah. Theo hãng thông tấn Iran IRNA, chuyến công du của ông Araghchi nhằm tăng cường nỗ lực ngoại giao để ngăn chặn hành động tấn công của Israel đối với Gaza và Liban. Trên cơ sở đó, Ngoại trưởng Araghchi đã có cuộc gặp với vua Abdullah đệ nhị của Jordani và Bộ trưởng Ngoại giao Jordani Ayman Safadi, những người thường chỉ trích Israel. Có thể nói ông Araghchi đã bắt tay ngay vào công việc để thay thế cố Bộ trưởng Ngoại giao Iran, người đã tử nạn trong một vụ tai nạn trực thăng hồi tháng 5 vừa qua. Ông Araghchi đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao tích cực của Iran nhằm tạo dựng quan hệ tốt hơn với các quốc gia láng giềng khi đến thăm Liban, Syria, Ả Rập Xê Út, Qatar, Iraq và Oman trong vài tuần qua. Ngoài ra, theo Jerusalem Post, Iran đã và đang sử dụng chuyến công du này để cô lập Israel liên quan đến xung đột ở Gaza và Liban. Chuyến đi của Ngoại trưởng Araghchi rất quan trọng vì ông không chỉ đến thăm những quốc gia có lịch sử gần gũi với Iran hoặc những nơi mà Iran có lợi ích, chẳng hạn như Liban hay Iraq, mà ông còn tiếp cận những quốc gia có hòa bình với Israel và gần gũi với phương Tây, chẳng hạn như Jordani và Ai Cập. Thưa quý vị, một tòa nhà ở miền Bắc Liban đã phải hứng chịu sự tấn công của lực lượng không quân Israel, ít nhất 21 người đã thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương. Theo hãng tin AP, tòa nhà bị tấn công nằm ở làng Aitou thuộc phía Bắc Liban, không nằm trong khu vực mà Israel đang triển khai chiến dịch trên bộ nhằm phá hủy cơ sở vật chất của Hezbollah. Hội chữ thập đỏ Liban cho biết, cuộc không kích ngày 14 tháng 10 của Israel đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương. Mục đích của cuộc tấn công vẫn chưa được làm rõ khi quân đội Israel không có bất cứ thông báo nào ngay sau đó. Video ghi lại hiện trường cho thấy, cột khói đen bốc lên nghi ngút giữa Aitou, nhiều xe hơi gần đó đã bị phá hủy. Người dân xung quanh đang cố đưa thi thể ra khỏi các đống đổ nát hay kéo xuống khỏi những cành cây. Cuộc không kích diễn ra sau khi Hezbollah sử dụng máy bay không người lái UAV tấn công vào căn cứ quân sự của Israel trong ngày 13 tháng 10, khiến 4 binh sĩ 19 tuổi thiệt mạng cùng 7 binh sĩ khác bị thương. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đích thân đến căn cứ bị tấn công trong ngày 14 tháng 10 để hỏi thăm tình hình sức khỏe của những quân nhân bị thương và tuyên bố chúng ta sẽ tiếp tục tấn công Liban một cách không thương tiếc, kể cả thủ đô Beirut. Khi bắt đầu giao tranh với Hezbollah vào tháng 10 năm ngoái, Israel đã khiến 2.300 người Liban thiệt mạng và 1/3 trong số đó được ghi nhận trong tháng trước.
Sau khi phát động chiến dịch trên bộ ở Liban hồi đầu tháng 10 này, quân đội Israel tập trung triển khai tấn công ở miền nam Liban, phía tây thung lũng Beka và ngoại ô Beirut. Trong khi đó, loạt đạn pháo cùng UAV của Hezbollah phóng sang lãnh thổ Israel trong suốt một năm qua đã khiến 60 người thiệt mạng, mặc dù quân đội Israel cho biết hầu hết các mục tiêu đều bị đánh chặn và rơi xuống những khu đất trống. Hezbollah từng thề rằng chỉ dừng xung đột với Israel khi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza được chấp thuận. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 10 vừa qua, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Liban lần đầu tán thành với lệnh ngừng bắn vô điều kiện. Trước đó, trong ngày 13 tháng 10, đã phi thẳng qua cổng đại bản doanh của lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc ở Liban, gọi tắt là UNIFIL. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi Liên Hợp Quốc di dời quân đội của UNIFIL ra khỏi vùng chiến sự của Israel và Hezbollah ở Liban. Ông Netanyahu cho rằng, sự hiện diện của UNIFIL đã gián tiếp tạo ra một lá chắn vô hình cho Hezbollah. Tuy nhiên, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Liban đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận việc lợi dụng sự bảo vệ của UNIFIL. Theo lời mô tả của binh sĩ UNIFIL, hai chiếc xe tăng Merkava của Israel đã phá hủy cổng chính và bắt đầu tiến vào trước khi mặt trời mọc. Ngay sau đó, nhiều vụ nổ xảy ra ở cách đó 100m. Khói đen bốc lên nghi ngút, bao trùm cả trụ sở, khiến hàng loạt binh sĩ UNIFIL bị ngộ độc khói. Trong đó có 15 người cần phải vào phòng điều trị, cho dù đã đeo mặt nạ. Hiện vẫn chưa rõ người đứng sau loạt pháo kích hay loại khí độc trong cuộc tấn công. UNIFIL cũng cáo buộc lực lượng phòng vệ Israel cố ý ngăn chặn một đoàn xe vận tải hậu cần trong ngày 13 tháng 10. Trước tình hình căng thẳng leo thang của các cuộc xung đột tại miền nam Liban, người phát ngôn của UNIFIL Andrea Tenenti cảnh báo nguy cơ thảm khốc cùng những tác động nghiêm trọng đến người dân nơi đây có thể xảy ra. Ngày 13 tháng 10, giới chức Iran cảnh báo chính quyền Mỹ không đưa binh sĩ tới Israel để tránh bị nguy hiểm tới tính mạng. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chỉ rõ chính quyền Mỹ đã chuyển giao nhiều vũ khí cho Israel và giờ đây đang đặt mạng sống của các binh sĩ Mỹ vào chỗ rủi ro bằng việc triển khai lực lượng tới Israel để vận hành các hệ thống phòng thủ tên lửa. Ông Araghchi đồng thời nhấn mạnh, Iran đã thực hiện những nỗ lực vượt bậc trong những ngày qua để kiềm giữ xung đột không bùng phát tại khu vực. Tuy nhiên, một khi xung đột nổ ra, Iran sẽ không có bất kỳ giới hạn đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và lợi ích của mình. Cảnh báo của Ngoại trưởng Iran được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Israel liên tục đưa tin về việc Mỹ chuẩn bị đưa binh sĩ tới Israel để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao Thaad như một phần trong nỗ lực hỗ trợ Tel Aviv chuẩn bị tiến hành đòn tấn công trả đũa cuộc tập kích tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel tối ngày 1 tháng 10 vừa qua. Thaad là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung ở độ cao lớn. Nhà sản xuất tuyên bố, Thaad là hệ thống duy nhất của Mỹ được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu thả bên trong và bên ngoài bầu khí quyển. Đài phát thanh quân đội Israel mô tả, động thái này là một phần trong các biện pháp chuẩn bị của Israel để đối phó với các cuộc tấn công tên lửa gần đây của Iran. Tháng 3 năm 2019, Mỹ đã triển khai lần đầu và tạm thời hệ thống Thaad như một phần của cuộc tập trận phòng thủ chung. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu việc triển khai hiện tại có phải là vĩnh viễn hay không. Trước Thaad, hệ thống phòng không của Israel dựa vào 3 hệ thống, Arrow cho tầm xa, David Sling cho tầm trung và Iron Dome cho tầm ngắn, tất cả đều không đánh chặn được nhiều tên lửa của Iran trong cuộc tấn công gần đây. Ngày 1 tháng 10, Iran đã phóng khoảng 180 quả tên lửa vào Israel để trả đũa cho việc Israel ám sát các thủ lĩnh Hamas và Hezbollah. Quân đội Israel sau đó thừa nhận cuộc tấn công bằng tên lửa đã gây thiệt hại cho một số căn cứ không quân của nước này. Trong một diễn biến liên quan, giới chức Iran đã lên án mạnh mẽ chính quyền Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới chống quốc gia Hồi giáo, coi đó là bước đi phi pháp và vô lý. Trong một tuyên bố chính thức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqai nêu rõ các lệnh trừng phạt mà chính quyền Mỹ vừa áp đặt với ngành năng lượng của quốc gia Hồi giáo nhằm phản ứng với cuộc tập kích tên lửa của Iran vào Israel hôm 1 tháng 10 là phi pháp và vô lý. Ông Baqai nhấn mạnh, cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel là hành động tự vệ chính đáng, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong khi các lệnh trừng phạt của Mỹ chống Iran không có cơ sở pháp luật hay căn cứ thuyết phục. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, nước này có quyền đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của mình. Đúng 10 ngày sau cuộc tập kích tên lửa đạn đạo quy mô lớn của Iran vào Israel, ngày 11 tháng 10 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty và các tàu bị cho là có liên quan đến việc buôn bán và vận chuyển dầu của Iran.
việc xe tăng quân đội Israel xâm nhập trái phép khu vực đóng quân của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở miền nam Liban sáng sớm ngày 13 tháng 10 đang gây nên sự phẫn nộ với cộng đồng quốc tế. Vụ việc khiến lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc gọi là những vi phạm gây sốc của Israel đối với lực lượng của họ. Trong khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Phản ứng với vụ việc, Mỹ, đồng minh của Israel, đã nêu bật tầm quan trọng của việc cần triển khai mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn và an ninh cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Liban và các lực lượng vũ trang Liban. Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, yêu cầu trên do lãnh đạo bộ này Lloyd Austin đưa ra trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant trong ngày 13 tháng 10. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder, trong cuộc điện đàm, ông Austin cũng nêu bật sự cần thiết phải chuyển các hoạt động quân sự ở Liban sang ngoại giao để đảm bảo an ninh cho dân thường càng sớm càng tốt, cũng như khẩn trương thực hiện các biện pháp giải quyết tình hình nhân đạo tồi tệ ở Gaza. Trong khi đó, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu-EU Joseph Borrell cũng ra tuyên bố liên án mọi cuộc tấn công vào các phái bộ của Liên Hợp Quốc. Reuters dẫn tuyên bố nhấn mạnh, những cuộc tấn công như vậy nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Những cuộc tấn công này phải chấm dứt ngay lập tức. Theo ông Borrell, tất cả các bên trong cuộc xung đột đều có nghĩa vụ đảm bảo an toàn và an ninh cho nhân viên và tài sản của Liên Hợp Quốc. Ông Borrell cũng lưu ý, EU đang chờ đợi lời giải thích và một cuộc điều tra toàn diện từ chính quyền Israel về các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Lực lượng này đóng vai trò cơ bản trong việc duy trì tình hình ổn định ở miền nam Liban. Về phần mình, Israel đã phản đối một số báo cáo của Liên Hợp Quốc về vụ việc liên quan đến lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Israel Netanyahu cho rằng lực lượng này đang cung cấp lá chắn sống cho các chiến binh Hezbollah trong thời kỳ bùng nổ thù địch. Mặc dù vậy, ngày 13 tháng 10, hãng thông tấn AFP đưa tin, trong cuộc trao đổi với người đồng cấp Italia Giorgia Meloni, ông Netanyahu bày tỏ lấy làm tiếc về bất kỳ sự tổn hại nào gây ra cho nhân viên của Liên Hợp Quốc tại Liban và nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn thương vong của lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc. Ở một diễn biến khác, trả lời báo giới về tình hình Liban sau hội nghị cấp cao Đông Á tại Lào, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, chúng tôi tiếp tục tham gia mạnh mẽ để ngăn chặn xung đột rộng lớn hơn trong khu vực. Nhà ngoại giao Mỹ chia sẻ, tất cả chúng ta đều có mối quan tâm lớn trong việc cố gắng tạo ra một môi trường mà mọi người có thể trở về nhà, an toàn và an ninh được đảm bảo, trẻ em có thể trở lại trường học. Vì vậy, Israel có lợi ích rõ ràng và rất chính đáng trong việc thực hiện điều đó. Người dân Liban cũng muốn điều tương tự. Chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để đạt được điều đó là thông qua một sự hiểu biết ngoại giao, một sự hiểu biết mà chúng tôi đang nỗ lực trong một thời gian và một sự hiểu biết mà chúng tôi đang tập trung vào ngay bây giờ. Ông Blinken lưu ý rằng Israel có quyền tự vệ trước Hezbollah, nhưng cho biết ông lo ngại về tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ. Tuyên bố của ông Blinken không đề cập đến các cuộc thảo luận về khả năng ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Trong một phát biểu trên truyền hình Al-Manar TV ngày 15 tháng 10, Phó thủ lĩnh Hezbollah, ông Sheikh Naim Qassem cho rằng vì Israel đã tấn công toàn bộ Liban, cho nên phong trào vũ trang này có quyền từ vị trí phòng thủ của mình tấn công bất kỳ địa điểm nào ở Israel. Theo ông Qassem, từ ngày 17 tháng 9, thời điểm xảy ra các vụ nổ thiết bị liên lạc ở Liban cho đến nay, Hezbollah không còn ở trong giai đoạn hỗ trợ Hamas nữa mà đang ở trong một giai đoạn mới, đó là giai đoạn đối đầu với sự xâm lược của Israel và cuộc chiến của Israel chống lại Liban. Trong giai đoạn mới này, ông Qassem tuyên bố rằng Hezbollah sẽ tập trung vào việc tấn công quân đội Israel và các trung tâm cũng như doanh trại của họ. Cùng với tuyên bố của ông Qassem, vào chiều ngày 15 tháng 10, các thành viên Hezbollah đã tấn công thành phố Safed của Israel bằng một loạt tên lửa. Hezbollah cũng xác nhận một cuộc tấn công thứ hai vào Mabat Anjora ở cao nguyên Golan, trong đó lực lượng này đã nã tên lửa vào căn cứ Nastali gần thành phố Safed. Cũng trong ngày 15 tháng 10, theo báo cáo của giới chức y tế Liban, quân đội Israel đã mở rộng chiến dịch ném bom tại Liban, sát hại ít nhất 22 người trong một cuộc không kích ở phía Bắc nhằm vào một ngôi nhà nơi có những người sơ tán đang tìm nơi trú ẩn khỏi các cuộc không kích của Israel ở phía Nam. Các nguồn tin quân sự Liban tiết lộ rằng máy bay chiến đấu và thiết bị bay không người lái của Israel đã thực hiện tổng cộng 17 cuộc không kích vào các thị trấn và làng mạc ở miền nam Liban và 11 cuộc không kích vào miền đông Liban chiều ngày 15 tháng 10. Israel cho biết chiến dịch tại Liban nhằm đảm bảo sự trở về của hàng chục ngàn cư dân phải rời bỏ nhà cửa ở miền bắc nước này do các cuộc tấn công của Hezbollah. Theo chính phủ Liban, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 2.309 người thiệt mạng trong năm qua và khiến hơn 1,2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa.
phần lớn số người thiệt mạng là từ cuối tháng 9 khi Israel mở rộng chiến dịch quân sự. Con số này không phân biệt giữa thường dân và binh lính. Theo báo cáo từ phía Israel, khoảng 50 người Israel, cả binh lính và dân thường đã thiệt mạng. Ngày 15 tháng 10, giới chức Liên Hợp Quốc nhận định giải Gaza, vùng đất bị xung đột tàn phá dường như đang phải đối mặt với những hạn chế khắt khe nhất về viện trợ kể từ khi xung đột Israel-Hamas bắt đầu cách đây hơn một năm. Đặc biệt, tác động nghiêm trọng đối với trẻ em. Người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF James Elder cho biết, mỗi ngày trôi qua, tình hình của trẻ em trở nên tồi tệ hơn trước. Theo ông Elder, khả năng tiếp cận viện trợ đang ngày càng tồi tệ, mặc dù nhu cầu tăng lượng viện trợ vào Gaza trở nên cấp thiết. Tháng 8 là tháng ghi nhận lượng viện trợ nhân đạo đến giải Gaza thấp nhất so với bất kỳ tháng nào kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Trong tuần qua, một số ngày không có xe tải thương mại nào được phép vào vùng đất bị chiếm đóng này của người Palestine. Theo ông Elder, đầu năm nay, cộng đồng quốc tế thúc đẩy mở các tuyến vận chuyển cũng như điểm tiếp cận mới, giữa lúc Liên Hợp Quốc cảnh báo có thể tuyên bố nạn đói tại Gaza. Tuy nhiên, xu hướng này hiện bị đảo ngược. Kể từ tháng 5 vừa qua, nhiều cửa khẩu đã bị chặn, trong khi đó khu vực phía Bắc Gaza dự kiến sẽ không nhận được thực phẩm hay hàng viện trợ trong tháng 10 này. Ông Elder nhấn mạnh Gaza hiện là vùng đất về cơ bản không thể tồn tại do thiếu hàng viện trợ, cùng với các cuộc không kích liên tiếp và khoảng 85% lãnh thổ bị áp đặt lệnh sơ tán. Liên quan đến vấn đề trên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã gửi thư cho chính quyền Israel, trong đó yêu cầu Tel Aviv triển khai các biện pháp khẩn cấp để cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza nhằm tránh khỏi hành động pháp lý liên quan đến viện trợ quân sự của Mỹ. Trang Axios cho biết, trong bức thư đề ngày 13 tháng 10, hai vị bộ trưởng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của chính phủ Mỹ trước tình hình nhân đạo đang xấu đi ở Gaza và kêu gọi Israel triển khai những hành động khẩn cấp và bền vững trong tháng này để cải thiện tình hình. Quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại khi cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối Thaad cho Israel. Theo AP, cần khoảng 100 người để vận hành được Thaad và đích thân quân nhân Mỹ sẽ điều khiển khi hệ thống phòng thủ tên lửa chuyển tới Israel. Các nhà lãnh đạo quân đội Mỹ cho rằng điều này sẽ khiến quân đội Mỹ có thêm áp lực mới ở Trung Đông bên cạnh việc đảm bảo an toàn cho tuyến đường thủy thương mại trên Biển Đỏ. Sức ép về nhu cầu sử dụng Thaad cũng tăng lên vì Mỹ đang triển khai hệ thống này ở cuộc chiến ở Ukraine. Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth cho biết, lực lượng phòng không và pháo binh liên tục phải giữ kỷ luật để có thể đáp ứng những nhiệm vụ được giao ở tần suất dày đặc. Bà Wormuth chia sẻ thêm, họ đang nỗ lực cung cấp thêm những thông tin chính xác nhất về tình hình lực lượng cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin với hy vọng được xem xét để giảm bớt gánh nặng. Trong ngày 13 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ triển khai thêm hệ thống Thaad cùng nhiều binh sĩ tại Israel nhằm bảo vệ đồng minh trước các cuộc tấn công của các thế lực thù địch và là lần đầu tiên xuất hiện ở Israel sau 5 năm. Trước đó, Thaad từng ở Israel để phục vụ cho một cuộc tập trận giữa Mỹ và Israel vào năm 2019. Nhiều quan chức Mỹ cho hay, hệ thống Thaad sẽ được vận chuyển từ một địa điểm ở Mỹ và phải mất nhiều ngày mới tới được Israel. Động thái này dấy lên sự lo ngại về sự suy giảm khả năng phòng thủ quốc gia của Mỹ. Quyết định viện trợ Thaad đưa ra trong khi Israel được cho là đang lên kế hoạch trả đũa cuộc tấn công bằng hàng trăm quả tên lửa của Iran hồi đầu tháng 10. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden liên tục kêu gọi Israel phải giữ bình tĩnh và phản đối những cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạt nhân hay nơi cung cấp năng lượng ở Iran. Các chuyên gia nhận định, sức phòng thủ của Israel sẽ gia tăng đáng kể sau khi có Thaad, vốn nước này đã có hệ thống phòng thủ Iron Dome vòm sắt đáng gờm do Mỹ cung cấp. Trong một diễn biến liên quan, Mỹ thông báo sẽ triển khai thêm quân đội và hệ thống phòng thủ tên lửa đến Israel khi chưa diễn tập trước. Các chuyên gia cho rằng đây là động thái bất thường. Trước đó, Tổng thống Joe Biden từng kêu gọi Israel phải giữ bình tĩnh và phản đối các cuộc tấn công vào những mục tiêu hạt nhân cũng như các cơ sở cung cấp năng lượng ở Iran để tránh cuộc chiến lan rộng ra khắp Trung Đông. Các chuyên gia quân sự nhận định, nếu xét về khả năng quân sự của Israel, việc Mỹ triển khai quân đội đến Israel mà không có tập trước là rất hiếm. Tuy nhiên, quân đội Mỹ giúp Israel chống trả nhiều tàu chiến cùng hàng loạt máy bay tiêm kích từ những thế lực thù địch trong nhiều tháng gần đây. Thaad được biết đến là một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Mỹ. Sức phòng thủ của Israel vốn đã đáng gờm nhờ hệ thống Iron Dome vòm sắt hứa hẹn sẽ được củng cố đáng kể sau khi bổ sung Thaad. Hệ thống Thaad được trang bị 8 bệ phóng gắn trên xe tải. Mỗi bệ phóng chứa 8 tên lửa và có radar hiện đại, cần ít nhất 100 người để vận hành Thaad. Mặc dù Mỹ chưa thông báo cách thức triển khai Thaad, nhưng Iran ngay lập tức cảnh báo tính mạng của quân dân Mỹ sẽ gặp nguy hiểm nếu họ trực tiếp vận hành Thaad tại Israel.
Mỹ đã chi hơn 22 tỷ đô la Mỹ cho các hoạt động quân sự ở Trung Đông kể từ khi cuộc chiến ở dải Gaza bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Trong đó có khoảng 17,9 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho quân đội Israel và số còn lại được sử dụng cho những cuộc chiến của Mỹ với Houthi trên Biển Đỏ. Hiện tại, Mỹ có khoảng 43.000 binh sĩ cùng hàng loạt tàu chiến, máy bay chiến đấu và tàu sân bay ở Trung Đông nhằm bảo vệ đồng minh Israel cùng tuyến đường thủy thương mại quốc tế trên Biển Đỏ. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!